Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin 18:30 cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV. Trong 10 ngày ra quân, xử lý 300 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm quá tải trọng. Khởi tố vụ án hình sự nhiều người tử vong sau bữa ăn trưa ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động xảy ra vào cuối năm 2021. Thành phố Hưng Yên đã giải tỏa 81% tổng số trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm mới thí sinh cần lưu ý trong quy chế tuyển sinh năm 2022. Châu Âu báo động Covid-19 trong mùa hè. Mở đầu là tin, thành phố Hưng Yên đã giải tỏa 520 trên 640 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đạt gần 81%, là địa phương có kết quả giải tỏa đạt cao trên địa bàn tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã giải tỏa gần 300 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm về đất đai phức tạp kéo dài. Để tập trung cho công tác giải tỏa và xử lý dứt điểm trên 120 trường hợp vi phạm còn lại, thành phố Hưng Yên đã ban hành quyết định tạm dừng điều hành hoạt động đối với hai chủ tịch xã, đồng thời tiến hành kỷ luật đối với cán bộ công chức xã để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý đất đai. Trong 10 ngày ra quân xử lý người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm quá tải trọng cuối tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý gần 300 trường hợp, xử phạt trên 600 triệu đồng. Trong đó xử phạt 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 30 trường hợp cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải quá khổ. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớ nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn chứng từ cảng bến thủy nội địa không phép. Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự 5 người tử vong sau bữa ăn trưa ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hồng An, huyện Kim Động xảy ra vào hồi cuối năm 2021. Vụ án xảy ra từ cuối năm 2021, 5 người tử vong sau bữa ăn trưa, cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây có thể là vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy tính chất phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, vào trưa ngày 26 tháng 12 năm 2021, gia đình ông S mời các con, cháu ăn cơm, bữa trưa có 9 người thì có thêm 4 người tử vong, sau đó một người không tham gia cũng tử vong với các triệu chứng tương tự. Mới đây, tại xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, Tòa Nhân dân huyện Tiên Lữ xét xử lưu động Vũ Văn Thượng, sinh năm 1993, trú tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, và Phan Văn Đạt, sinh năm 1994, quê xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong tháng 1 năm 2022, Vũ Văn Thượng có hành vi tàng trữ trái phép hơn 18 gam ma túy loại methamphetamine. Đối với Phan Văn Đạt, đã có hành vi tàng trữ trái phép trên người 0,372 gam ma túy loại methamphetamine. Cả hai đều có mục đích để sử dụng thì bị lực lượng công an huyện Tiên Lữ bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Căn cứ hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lữ tuyên phạt Thượng 7 năm tù và Đạt 2 năm tù. Đến nay, trong tổng số hơn 135.000 trẻ của Hưng Yên từ 5 đến dưới 12 tuổi, mới chỉ có 39% được tiêm mũi 1 và 12% trẻ tiêm mũi 2. Các địa phương có tỷ lệ tiêm đạt thấp là huyện Văn Giang, Kim Động, Phù Cử, thành phố Hưng Yên. Vẫn còn nhiều phụ huynh chưa đồng ý đưa trẻ đi tiêm, còn đối với đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 mới đạt 7,5% trong tổng số hơn 112.000 người. Ngành y tế kêu gọi người dân tiếp tục đi tiêm mũi 4 và cho con đi tiêm liều cơ bản cũng như liều nhắc lại theo từng độ tuổi để tăng cường miễn dịch. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân đi tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo. Liên quan đến dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết trong số hơn 32.200 trường hợp tử vong do Covid-19, có tới gần 53% chưa tiêm vaccine phòng Covid-19. Điều này cho thấy những lợi ích của việc tiêm vaccine. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 15 triệu người, tương đương khoảng 22,3% đã tiêm mũi bổ sung vaccine phòng Covid-19. Nhiều người trong số này không muốn tiêm mũi nhắc tiếp theo. Theo kết quả nghiên cứu trên thế giới, và trong đó có nghiên cứu của Việt Nam, cũng chỉ ra kháng thể kháng SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Như vậy, việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích đối với những người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Sẽ lắp cân tự động trên quốc lộ để kiểm soát xe quá tải. Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu vị trí lắp đặt cân tự động kiểm soát tải trọng xe, trước mắt tập trung trên các quốc lộ trọng điểm.
Sau khi các địa phương bỏ giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhu cầu vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tăng, tình trạng phương tiện chở hàng quá tải, quá khổ xảy ra trên một số tuyến đường, đặc biệt là khu vực nhà máy, mỏ vật liệu, bến cảng và gần nơi thi công công trình. Trạm cân tự động được lắp thí điểm tại km 78 quốc lộ 5 Hà Nội Hải Phòng để phát hiện vi phạm về tải trọng. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống cân xe hoàn toàn tự động nên không cần người giám sát tại hiện trường. Toàn bộ kết quả được chuyển về cơ quan chức năng để phân tích, xử lý phạt nguội vi phạm. Theo quy chế và công tác tuyển sinh năm 2022, cơ bản được giữ ổn định, có điều chỉnh một số nội dung nhằm khắc phục những khó khăn, bất hợp lý, trong đó có những điểm mới sau. 1. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. 2. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sau thi thay vì 2 đợt như trước đây. 3. Tất cả nguyện vọng đều được đưa lên hệ thống lọc ảo và cho kết quả thí sinh trúng tuyển ở một nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo mà không phải lo lắng lựa chọn giữa các phương thức xét tuyển khác nhau. 4. Thí sinh sẽ không cần công chứng kết quả học tập trung học phổ thông. Điều này giúp giảm thủ tục cho các trường trung học phổ thông và thí sinh khi đăng ký hồ sơ xét tuyển vào nhiều cơ sở đào tạo khác nhau. 5. Sẽ thay đổi việc tính mức điểm ưu tiên nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau. Mới đây, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thành phố Kon Tum tiến hành kiểm tra nhà ông Nguyễn Minh Thông, 51 tuổi, ngụ hẻm Lê Thời Hiến, tổ 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, phát hiện một khu vực nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã trong nhà, trong đó có 3 cá thể kỳ đà nặng khoảng 7,9 kg, 8 kỳ tôm nặng 3,5 kg, 1 cá thể rắn nặng 1,5 kg, 4 con rùa 6,7 kg, 3 con ba ba 5,5 kg và 1 cá thể trồn nặng 5,5 kg, tổng trọng lượng hơn 30 kg. Tất cả đều chưa xác định được chủng loại. Theo chủ nuôi nhốt khai nhận, toàn bộ số động vật trên được ông thu mua từ người dân ở xã Ia Tơi, huyện Ia Drai, tỉnh Kon Tum với giá 4,8 triệu đồng và đưa về nuôi nhốt tại nhà nhằm mục đích bán kiếm lời. Bão tan, hàng trăm chuyến tàu tham quan Vịnh Hạ Long được rời bến. Căn cứ vào thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn, đến sáng nay mùng 3 tháng 7, bão số 1 đã tan, đủ điều kiện để cấp lệnh cho các tàu du lịch vận chuyển hành khách hoạt động trở lại. Trước đó, từ 10 giờ sáng ngày 2 tháng 7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép tàu. Theo thống kê của Cục Cảng vụ Đường thủy Nội địa tỉnh Quảng Ninh, trong sáng hôm qua, 2 tháng 7, mặc dù có ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa, nhưng Vịnh Hạ Long vẫn đón hơn 14.000 khách với 381 chuyến tàu được xuất bến. Huyện đảo Cô Tô đón 918 khách, trong đó khách về bờ là gần 2.300 khách. Đảo Quan Lạn cũng đón hơn 780 khách. Bão số 1 đã tan, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ hôm nay mùng 3 tháng 7, mưa có thể mở rộng ra toàn miền Bắc, kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 7. Mới đây, thủ lĩnh tối cao Taliban tại Afghanistan lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng từ khi lực lượng này tiếp quản Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021 và cảnh báo thế giới dừng can thiệp cách họ điều hành Afghanistan. Trong bài phát biểu dài một tiếng được đài phát thanh nhà nước Afghanistan phát sóng hôm 1 tháng 7, thủ lĩnh tối cao của Taliban, ông Hibatullah Akhundzada cho rằng thế giới nên ngừng can thiệp vào cách họ điều hành đất nước, khẳng định luật Sharia là lựa chọn phù hợp cho Afghanistan. Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8 năm ngoái, Taliban tuyên bố đã thay đổi so với quãng thời gian nắm quyền hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, các quy định nghiêm khắc gần đây khiến chính quyền này nhận về nhiều chỉ trích và hoài nghi. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa dự báo mức độ cao của Covid-19 ở châu Âu trong mùa hè này và kêu gọi các quốc gia theo dõi sự lây lan khi số ca bệnh đã tăng 3 lần trong tháng qua. Giám đốc WHO khu vực châu Âu cho rằng khi các quốc gia trong khu vực châu Âu đã dỡ bỏ các biện pháp xã hội áp đặt trước đó, virus sẽ lây truyền ở mức độ cao trong mùa hè này. Theo dữ liệu của WHO, chủng BA.5 của biến thể Omicron với khả năng gây bệnh nhẹ nhưng dễ lây lan hơn đang lan rộng khắp châu Âu. Một nhóm các nhà di truyền học và khảo cổ học quốc tế vừa công bố một phát hiện mới về nguồn gốc của loài chó hiện đại. Trong nghiên cứu công bố hôm 29 tháng 6, nhóm nghiên cứu nhận thấy cả chó cổ đại và hiện đại đều giống chó sói ở châu Á hơn là châu Âu về mặt di truyền, chứng tỏ chúng được thuần hóa ở phương Đông. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện bằng chứng chó nhà sở hữu ADN từ hai quần thể chó sói riêng biệt. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tìm kiếm thêm tổ tiên của loài chó, có thể hé lộ chính xác hơn nơi quá trình thuần chủng diễn ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi các thông tin nóng lạ mới nhất cho chúng tôi qua các địa chỉ fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV hoặc email thoisuhi@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.